Sáng sớm ngày 31 tháng 1 nhằm ngày 29 Tết, tại khu vực cảng Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra vụ hỏa hoạn lớn làm cháy 5 tàu cá, thiệt hại hàng tỷ đồng. Ban đầu, một tàu cá bị cháy, sau đó do gió lớn nên ngọn lửa cháy lan sang nhiều tàu cá khác. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai ngay công tác dập lửa ngăn chặn. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu của 5 tàu cá, trong đó có 2 tàu bị cháy rụi, 3 tàu cháy nhẹ, ước hàng tỷ đồng. Được biết các tàu cá trên đều hành nghề giã cào, trong lúc neo đậu khu vực gần cảng để nghỉ Tết thì xảy ra hỏa hoạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.